ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Bạn bình thường thôi. Bạn bình thường mà sao thấy đi chung hoài vậy ta? Sao anh biết đi chung hoài? Thì bữa anh đi uống cà phê, anh thấy hai đứa đi chung với nhau đó. Ê! Anh theo dõi em hả? Xin lỗi, không rảnh ha. Anh Tùng! Cái gì? Dám theo dõi em hả? Ai rảnh theo dõi em? Trời đất ơi! Nè! Cái gì? Đứa lại! Đứa nào vô sao đóng cửa? Anh Tùng! Như nước trên đường vẫn quá mau, người ta thăm đến câu chào nói sâu xa, phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa, la 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 la. Chú, bà chủ đi ăn cơm mà chú. À, cô cậu chuẩn bị vô cơm luôn đi, ngồi đây chơi lâu vậy? À, mẹ vô cơm mẹ. Cơm nước cái gì không có thiết ăn bất cứ một cái gì trên cái cuộc đời này nữa. Mà nói nghe nè, bà cũng lạ lắm đó bà Tị. Thiệt á, bà mời lơi, bà mời thiệt vậy tôi không hiểu luôn. Trước khi ăn cơm mà dọng cho nguyên dĩa trái cây này tôi không biết để làm gì luôn, hên mà chưa ai ăn. Tôi sợ mọi người chờ lâu. Cái này là em có lòng tốt mà bà chủ. Mẹ. Gì? Không ăn giờ hả? Không thấy đợi anh Hải chị Liên về ăn luôn ha. Tụi nó đi ăn tiệc rồi. Kim Anh. Cái cậu bạn mà đi chung với em hồi chiều á, em quen lâu chưa? Cậu bạn nào? Cái cậu bạn chiều chở em về đó. Trời đất ơi, người ta là con gái đó. Gì? Em mới nói gì? Con gái. Gái mà sao ăn mặc y như con trai vậy? Không, cách tomboy nó vậy á. Trời ơi, sao anh dị ứng con gái mà ăn mặc vậy lắm đó nha. Trời đất ơi, anh vô duyên. Cái đó cái phong cách của người ta, tự nhiên phê phán người ta. Cách gì nhìn khó chịu cũng chết luôn. Cậu ơi, cậu khó chịu một, tôi khó chịu tới 10. Gì? Trời ơi. Cô Tị thấy luôn rồi hả? Thấy rồi, được diện kiến rồi. Cái gì mà đàn ông không ra đàn ông, mà con gái không ra con gái, tôi cũng biết nó đàn gì á. Ừ. Anh đang nghi ngờ bạn em là thuộc giới tính thứ ba đó nha. Giới tính thứ ba là gì? Thì là giới tính thứ ba đó, em không biết hả? Trời ơi, Tị biết giới tính thứ ba không? Ủa, giới tính thứ ba tức là hả? Vậy là cái cô đó cô chết à? Trời đất ơi. Thôi cô Tị, coi như con chưa nói gì đi, bữa nào con giải thích sao. Cái thứ ba là nó đứng ở giữa đó, không hiểu gì hết trơn trời. Trời ơi, không phải, cả nhà hiểu lầm rồi. Cái đó là sư huynh của con. Gì? Em mới nói gì? Sư huynh. Phải kêu là sư tỷ mới, tại sao kêu sư huynh? Không phải, tại vì bạn của em thích kêu vậy. Đó, thấy chưa? Vậy là những lời mà con nghi ngờ là đúng đó mẹ. Con gái mà thích mặc đồ của con trai mà thích người ta gọi là sư huynh, không giới tính thứ ba chứ gì. Thôi em mệt anh Tùng quá. Cho dù bây giờ bạn em có là giới tính thứ ba hay là giới tính thứ mấy thì em không cần biết. Nhưng mà cái đó là cái quyền cá nhân của người ta. Anh xen vô chi? Anh xen vô là anh lo cho em á, anh mới xen vô á. Lo gì? Anh lo lỡ một ngày nào đó em gái của anh bị lây y chang vậy sao? Rồi đúng hai đứa bay yêu nhau rồi sao? Chủ ơi, tôi có cho mặc đồ quần jean rồi này cái nọ tomboy đồ này kia, tôi không có thích đâu nha. Đó, đúng chưa? Đó. Trời ơi, không phải mà, mọi người đừng nghe lời anh Tùng nói bậy bạ. Mẹ, bây giờ mẹ cho con một câu trả lời công bằng đi. Con nãy giờ con nói đúng hay sai mẹ? Thôi ok, anh Tùng đúng. Anh là anh nên anh có quyền đúng, còn em sai, được chưa?
Con no là con không ăn cơm gì hết á. Kim Anh, Kim Anh. Trời ơi, cô Kim Anh cá tính quá. Đó, mẹ coi đó, con nó thái độ nó vậy đó. Con nói gì mẹ thấy đúng hay sai, mẹ coi thái độ nó vậy đó. Thực ra là con đúng, con không có sai miếng nào hết á. Nhưng mà thôi, con cũng đừng giận nó. Con này bây giờ cái tính nó đang giữa đàn á, con hiểu không? Dở dở ương ương. Bây giờ mình làm quá đó. Trời ơi, rồi nó tiêu cực. Trời ơi, thiệt á. Nhưng mà con quá nguy hiểm quá. Bây giờ làm sao trời ơi. Thôi giờ tạm thời cứ vô ăn cơm đi rồi tính tiếp. Chứ bây giờ thì cái nãy giờ là mẹ ngồi mẹ muốn tuột huyết, đói quá, đói rồi. Dạ, đúng rồi bà chủ ơi, thôi. Mà làm biến ăn á, bà hiểu không? Nhưng mà bây giờ không ăn thì nó tuột huyết, nó khổ vậy đó. Thì gia đạo của bà chủ rối rắm quá. Đã vậy mà đem trái cây ra, tôi không hiểu bà làm sao thiệt á. Khó chịu trong lòng á, thiệt giờ muốn giết người ghê luôn. Trời ơi bà chủ ơi, giết ai giết, đừng giết em đi bà chủ. Sao tình hình nó căng quá vậy không biết. À, Siêu. Hả? Sao Siêu không rủ sư muội gì của Siêu đi cho vui? Ờ, tôi quên. Chắc để đợt sau đi ha. À, ok. À mà Siêu. Hả? Siêu chơi với lại cô bé đó lâu chưa? Cũng khoảng được 2 năm rồi, từ khi sư muội mới vô trường. Có gì không? Thì thấy tính tình cô bé đó có vẻ tiểu thư. Chắc là con nhà giàu hả? Không những là con nhà giàu mà còn là con gái duy nhất và là con út nữa. Chà, ba trong một luôn hả? Trời, vậy mà không tiểu thư mới lạ. Nói chứ Kim Anh thì cũng tốt bụng, được cái thẳng tính, có gì nói đó à. Nhưng mà bị cái hay nhõng nhẽo thôi. Nhõng nhẽo? Ờ. Nhõng nhẽo dễ thương mà. Nói gì? Tôi nói là nhõng nhẽo dễ thương. Ông thấy nhõng nhẽo là dễ thương hả? Ờ. Đó giờ tôi mới biết nha. Đó giờ mới biết hả? Ờ. Cũng may là chưa có muộn. Bà nói chưa muộn là sao? Thì từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ nhõng nhẽo với ông hoài luôn. Để lúc nào ông cũng thấy tôi dễ thương, có được không nè? Trời đất ơi, chịu không nổi luôn á nè. Ghê quá. Khó coi quá. Ủa, anh Tùng, đâu vậy? Ngày nào giờ này anh mà em đi tập thể dục. À. Em đi đâu hả? Em cứ đi tập thể dục. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, chắc hôm nay trời có bão quá à. Vậy, vô gì? Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.